Dạ. Ê, tụi mình đang ở ngoài bãi biển. Đâu, có đây. Ê, đang nhiều kia lên. Dạ. Hưng Gia Trình. Ôi. Thôi, mèo thế. Nhìn là biết rồi. Đó. Máng đẹp lắm kích à. Tối đây ngồi, ngồi dưới đi. Tắm rồi ngồi đâu xuống ai ngồi chứ? Ai ngồi mà? Hướng hoang nhá. Ờ. Tắm rồi ngồi đâu xuống hành cho chứ khô lắm. Tê chi quảng chi tê. Chi quảng chi đó, hai chi quảng chi đó, cho chi đi nước vô. Chưa. Không. Ta bỏ ít đường. Ít đường à? Ờ. Ô mẹ. Mời tắm, mời gối đâu. Ê, hơi sợ nó mời thử cho kể đi. Nha. Ô mẹ, mọc nhiệt, mọc nhiệt. Mẹ, mọc lắm rồi. Hello. À, đau quá, đau quá. Trời ơi. Dạ, con đang đi ra ngoài. Đi không được về bàn. Đang đau bụng. Thế ở ngoài đi ôn quá. Đang hôm đi rồi điên sớm rồi. Mèo mở đó mèo. Phá hộp luôn. Hả? Lời đắng. Đang ngoài ngoài biển á. Ủa, đang quay ngược lại cũng được rồi. Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Tất Thành. Ơi ơi, con này, ôi trời ơi. Thôi thì nói chuyện với mẹ xí ấy, ở đây ôn hỏi thôi, chắc tắt đấy. Bye bye. Bye bye mẹ nghe. Ôi à. Ê em, đổ cùng cái chìa khóa của cô để lên lấy cô với. À, rồi. Bạn liêu nữa. Bye bye mẹ nghe, mà không gọi, chứ con đang mình xí. Con bảo mẹ bèo là... Chào, cái chị. Em giới thiệu là bọn em đến từ... Mình yêu đôi, không hề cắt được. Dạ, em thấy là mình chưa có bánh su kem nè. Ôi, tụi chị ăn cơm luôn, mình ra đây thôi. Thôi cảm ơn tụi em nghe. Dạ, rồi, chúc mọi chị buổi tối vui vẻ nha. Ok. Dạ. Tao nghĩ là nói meo hai thẳng chứ mình nơi nó quả đúng. Cái chi? Nó? Ý là hẳn mấy bọn con trai tân gái á, hẳn chỉ phép là tản trong hai thẳng thôi. Mà hai thẳng chứ nhìn nơi nó quả lâu. Mà hẳn tản ai? Không nghĩ là không phải hẳn tả ná đi nữa thì hẳn nói chuyện á thì mấy bọn con trai nghỉ nữa vì mấy bọn con trai hai thằng qua quá lâu rồi thì mấy bọn được mấy bọn con trai quan niệm á là cứ đông nghỉ đi tìm nhiều sao không hợp với chia tay. Trời. Con gái mình á là phải yếu nào mới đông nghỉ. À đúng rồi. Vì ở đó con bọn u chết chết hả cường quá ơi giời. Ờ bọn mình á là giờ đúng không con mấy bọn nữa là cứ đông nghỉ đi rồi thời gian tìm hiểu con không hợp nhau rồi chưa ta ngạo hè rồi đang huy mó bình đi làm ăn đi vào làm thì kiểu như là chẳng cái gì à. Ừ, đây là chén ga mà tao mua một hộp mà tao vẫn thấy sơ thiếu thứ mi nắn thì biết rồi đó. Em kiểu ngồi đây 35 mua mà được hả? Ngồi đây được ngồi bán mà.
Con có bây giờ được rồi. Thôi đây, qua đây được. À đau bụng quá. Trời ơi. Gì hả? Ừ, ngay đầu tiên luôn má. Được chứ. Ê, tao đi khám đấy nè. Đi khám. Chứ tao đau quá, tao chịu không nổi. Đi đó. Tao đau mà, tao đau. Ê, đừng uống nữa mi ơi, tao mới đi, hôm nay tao mới đi mua thuốc, cô nó nói đi khám đi, không ngồi uống nữa, đi khám đi. Viêm mau hông đúng không? Sốc cả, con đấy là viêm mau hông nhỏ xí thôi, mà uống một viên là hết. À, giống cái tráng tao hồi xưa. Nhưng viên đi tóc á. Nó đau mà tao nhốn ngựa rồi vắt lên vắt xuống. Ê, đòa rồi mi ơi. Tao đi bên viên cấp cục á. Với chi nữa, đem đi kể, tao đi bên viên là chi nữa, kể chiêm lỏng á. Chiêm là vùng đau hết. Mà xong á, tao về tao đi mua rồi nữa. Mua đến bán á. Ờ, vậy đó. Hắn hềm đó. Mua hết, mà đang lên bên viên chiêm mình hết. Đang về. Ê, bơ trưởng mèo đau bên vơ luôn á. Mèo cũng bị đau. Tóng được, tao tóng chứa. Tao phải tao uống rồi, tao đã từng uống ngày đi. Hắn quá tối. Hắn quá tối, tao không uống nữa. Tao chuyển qua cái viên nhỏ xí thôi. Mà hôm đi bữa trước như tao uống á. Tao đọc kỹ rồi, mẹ chị nói là lương. Một viên thôi mà cách nhau. Biết rồi, nhưng mà không, tao không cách mệt. Một lần tao chỉ uống một lần thôi. Tao uống lên vì đau mà đau. Mà tao không hề đau được không? Vì biết không? Tao chỉ bị một ngày nữa thôi. Là tao uống một viên buổi sáng rồi, nhưng mà cái đoàn nó hết ngay lập tức luôn ấy. Nhưng mà sau là giống như máu hắn bị ứ ra, đến khi hắn tuôn ra cả là hắn bắt đầu đau lại. Hắn ứ ra giống như vỡ ra luôn á. Tao đi, nhưng mà tao chỉ mỏi miệng.